Hello chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ông cha ta đã có câu, cỗ nào chả có thịt gà, đàn ông phải có đàn bà mới vui. Hôm qua khẩu AK đã tỏa sáng, nên không có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản khẩu M200 lên sóng được. Bộ súng hot nhất mấy ngày hôm nay rồi, động vào cái bóng tay luôn. Mày chạy đi đâu? Ui giời ơi, hai con nhấp nháy kìa. Thí sinh tiếp theo giơ tay lên, put the hands up, các bạn đã cảm thấy phấn khích. Cái gì đây? Ok à, có chút bồi rồi, chạm tay anh rồi. Dũng Non ơi, có thể chia sẻ một chút được không? Cái hồi mày còn nhỏ ấy, mẹ mày cho mày bú sữa gì ấy, mà tại sao có thể nhảy cao được như vậy nhỉ? Bây giờ đến lắp hoàng lăng chơi một mình nhá, gió nó to, nó thổi to thì méo cả mồm, ngồi đấy mà bắt đền. Tốt nhất là mình tránh cái chỗ đông người ra, không nên gây sự chú ý. Cái thằng có kỹ năng đặc biệt ấy, nó lưng cứ đít, hít cơ mông, vận nội công, nó chém vào một phát tôi là oảng đấy. Nhưng nháy kìa, Diệt ơi, có chơi trò hai người không thì lên đây. Nó chọn cái chỗ hồi máu khôn chưa cơ chứ. Ôi thôi, thôi em lại lùi bước về sau, chơi đòn tâm lý thôi. Bây giờ bạn hãy xách nè như thế này thì mình chịu. Ô, vẫn cố tình mút à, mày tưởng tao bắn sniper mà tao sợ á. Nhớ kinh quá, cứ như là nhảy tango ấy nhỉ. Anh tiến hai bước, em lại lùi một bước. Chính vì vậy em giết anh luôn. Câu giờ thế này đến sáng mai tao không chém được mày. Được, thằng Tơ bị vợ ganh à? Tại sao đứng im như thế này? Mày chết nữa này. Chưa thấy thằng kia đâu nhỉ? Tơ thoát luôn rồi. Úi dồi ôi, mấy mấy giây nữa thôi, cố sống nào tiền ơi. Bao nhiêu anh em đang chờ đón một cái kết cục có hậu. Bọn này toàn zoom non thôi. Khẩu M200 này bắn tốt. Đừng giết nó. Để tao chém cho. Thôi, thôi. Anh ấy đang ở đằng sau như một vị thần xem phim à. Bạn muốn mình trình diễn cái bộ môn nghệ thuật gì? Tại sao cứ đứng sau nhìn thế nhỉ? Ghê quá cơ. Em thấy anh bay vào đấy thì em đái cả ra quần đấy. Ơ cái nick mình sao lại F11 hack cầm mà hack cái mã bố chúng mày à? Ơ kìa, kích nhầm rồi chúng mày ơi. Tao chịu nhá, tao là không phải là thằng bay. DM kích CC gì vậy? Mình đã ra đi trước sự tiếc thương vô hại của một số anh em trong phòng. Nhưng sự thật nó quá phũ phàng. Một cơn gió không thể làm nên nổi mùa xuân. Mấy thằng bị mình giết nó F11 kinh qua. Đập bàn phím cứ rầm rầm như công lông lên dốc ấy thì đỡ kèo gì. Xong bị đuổi thì còn mang tiếng là thằng hách chứ. Bao giờ con mình mà xem được cái video này, nó quay ra hỏi cái ánh mắt đầy ngây thơ, ơ thế bố hách thật à? Có nhục không? Có cái lỗi nhục nào bằng cái lỗi nhục này không cơ chứ? Anh em hãy thanh minh cho mình bằng việc ấn like nhé. Đông rồi đấy. Ui cái gì đây? Vãi cả cứt hạ. Anh ngồi sau định ngụy trang đợi bọn chiến binh lên quay tay rồi anh móc ra. Không có đâu. Người anh nó màu xanh anh Diệt ạ. Lộ lắm. Đấy tơ cứ phải như thế này mới hay này. Lên lùa hết bọn trên cao xuống. Chém càng nhiều càng tốt để mình được làm hê dô. Khẩu này bắn ngon phết nhỉ. Thỉnh thoảng cứ vào người được 300-400 máu. Với cái lượng đạn là 400 viên của mình thì mỗi trận mình được tầm hơn 100 kill. Tiền học giỏi toán năm ngày xưa thi đại học suýt được 2 điểm đấy. Mày chết cha mày này. Diệt ơi thôi, người mày to lắm. Đừng tưởng mày có mấy cái gai mà tao sợ nhá. Mày bố láo này, đừng đùa. Đàn ông ấy quan trọng là cái thần thái. Không bao giờ biết chùn bước trước mọi thử thách. Nhảy nhót lung tung này, khiêu khích à. Ôi anh này hồi sinh ở đằng sau em à. Lộc trời cho mà anh không biết thưởng rồi. Vậy thì em xin được phép tiễn anh đi luôn. Đổi lên một cái giáp cũng được. Mình còn có cái kim bài miễn chết là ấn số 5 làm hero mà. Mày nhìn nó. Ý nó sọt ạ. Bom này còn được 6 kill kìa. Tuyệt vời ông mà trời. Nhưng mà thằng hero kia chết nó để lại cho mình gia tài kinh quá. 10 con zoom. Mày vào đây. Ui what the fuck, what the fuck. Ôi giời ơi, lộc trời cho. Mày đi đâu? Vào tất cả đây, tao muốn tất nha. Úi trời ơi, cương thi à? Cương thi này. Mày vào đây nữa này. Nói hết cả mồm ra rồi. Có ông nào có cái xi lanh không, đưa đây tôi mượn nào. Tôi rút mất mật tôi ra, tôi bán cho mua biệt thự mật gấu đấy. Thí sinh cuối cùng đứng AFK. Eo ơi, dạo này béo lắm rồi. Tiếp tục clip tôi, vẫn phòng đấy anh em nha. Định mệnh trận sau 2 trên 3 con zoom nó thoát. Cầm cái khẩu sniper này đi bắn mà chúng nó không cho cận chiến cơ, cay không tả được. Nước mắt mình nó cứ ứa ra thôi. Hy vọng anh em đừng đối xử với mình một đàn nào như vậy nữa. Mình không chịu được đâu. Nhìn tôi bên ngoài 6 múi cái này thôi nhưng mà yếu đuối lắm.
Ôi may quá không làm zoom. Nó biến ngay trước mặt mình mới ảo chứ. Cái gì đây? Đổi súng đằng sau à? Cái đậu phộng chúng mày, cái này người ta gọi là ăn bẩn đấy nha. TV đã đưa tin rồi. Ăn bẩn sống lâu, ăn cất trâu trường sinh bất tử là điều hoàn toàn phản khoa học. Có nhả nó ra không? Mày chết cha, mày để kêu chùa đấy, thơm chưa? Ngon từ nước, ngọt từ những phát bắn. Mày chết cha mày này, mình chỉ sợ con rụng đỏ nó móc mình thôi. Rồi nó không có ở đây rồi. Anh Diệt ơi, sẵn sàng chưa? Nó còn thay nhau chặn đường kìa. Đề nghị triệt sản hết vào đây nhá. Không cho nó đẻ trứng nữa. Làm mất hết tinh thần chiến đấu của anh em Hoàng Năng thôi. Rồi cho nó ra hết được rồi, đông xôn rồi. Hy vọng lúc nãy lém đá giấu tay. Không đứa nào nó nhìn thấy mình bắn. Không nó ra nó chém cho thì thấy mẹ ga mình. Lên đây đứng chỗ đông người này, 6 lòng VIP, KC, RVK VIP à. Những cái tên mà nghe cái thôi mà zoom lon đáy ra máu. Mày bay này. Delay đúng là không lại cho nó được. 3Z nó lã cho một phát thôi là chết tươi cho nó rồi. Mình thỉnh thoảng là bú liếm nó 1-2 kill cho đỡ đói thôi. Dèo rồi nó bắn thằng Tư kìa. Lòi tòi phòi anh Tư ra như thế này rồi. Ôi hay quá, Tư chém chết người kìa. Cơ hội làm hero. Cho em xin phát multi nữa xem nào. Tinh thần nó phấn chấn. Cố lên Tơ ơi. Mình chỉ thỉnh thoảng gãi ngứa cho bạn 1-2 phát thôi. Nó không ảnh hưởng nhiều đến cái việc bạn đi chém chiến binh. Còn 30 giây nữa. Chúng ta hãy cứ lín thảo và bóp cỏ đi. Số 5 luôn luôn hiện hữu. Hê dơ. Mày ra đây này toàn giống lon nhỉ. Con này nó chả biết giữ mình cái gì. Cứ đến tuổi dậy thì cập kê thôi là xả thân cho nhau hết. Ông lại trở về với zoom non định mệnh. Mày chết cha mày này. Cận chiến luôn. Vào đây. Mất luôn cái giáp rồi. Quên mình chưa mua cái giảm thiệt hại. Thế tớ ăn luôn cái bom. Ui ở hết thời gian. Nói chung là bắn mấy khẩu sniper này trong chế độ zoom ấy thì nó không toát được cái sức mạnh của nó. Cũng chỉ để cho anh em giải trí thôi. Chứ thỉnh thoảng một viên một người được 200-300 máu. Vào đầu một kill thì nó cũng bình thường thôi. Tao ơi, mày chọn bạn mà chơi nhá. Tao cầm mấy khẩu second hand như thế này mà mày đuổi, mày không ai lái với lương tâm à? Định mệnh 9.000 máu kìa. Đồng zoom ở đấy. Bọn này nó toàn đứng ở trên tùng hàng với cả bàn thờ thôi. Zoom nữ thì chúng nó lại bá đạo rồi. Chuẩn bị có những pha càn quét cả bản đồ đây này. Thôi con cương thi cứ đứng ở trên đây rồi. Mình bị đoạn hậu về sau này. Mày xuống đi. Trên đây gió to lạnh lẽo lắm. Này thì đuổi này. Úi giời ơi con cương thi nó chạy rồi may thế. Xin lỗi chị nha. Em đã có những ý nghĩ sai lầm về chị. Chị đúng là một người phụ nữ lý tưởng của cánh game thủ bọn em. Zoom lon á. Tao mút mày luôn. Xuống đây. Mình hứng này. Mày chết này. Một pha trận chiến đau hớn hoạn dành cho bạn. Tha cái con cờ. Một cái tên nó không có nhiều ý nghĩa. Cái định mệnh chúng mày, tại sao chúng mày không giết nó luôn đi? Để tao chạy ra tới nơi rồi thì chúng mày bắn. Bỏ khốn nạn quân giết người. Ôi chết dần chết mòn hết rồi kìa. Ôi giời ơi, thì đứng ở trên đây làm gì có thằng nào nhìn thấy mình. Cố lên, giây phút trông chờ hero này. 1, 2, 3, 5, em có đánh rơi nhịp nào không? Tao vẫn chơi hero lâu thế. Đây rồi. Mày nhìn này. Đứng im này. Ui cô bô. Cho mày có bom này. Lốt. Ôi trời ơi, đẹp quá cơ. Như bộ phim của Hollywood đi. Được 3 kill bom. Cộng thêm 2 kill súng nữa là 5. Tiền lại liên tục thể hiện những lần tính toán thật sự là siêu kinh điển của mình. Mày chết này. Thằng hero kia sống dai nhỉ. What the fuck, một viên vào đầu chết tươi. Mình vẫn còn giáp cơ mà. Về gì về xoắn. Úi trời ơi, lừa mất giáp. Quê quá. Diệt ơi, đừng làm càn nhá. Tao điên lại là tao chém mày luôn đấy. Rồi win rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Thôi mình cũng dừng clip ở đây thôi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Mấy ngày hôm nay chăm bà là cứ ra súng là coi clip thôi. Nhìn thấy hoan nghênh tinh thần của anh Tiền Zombie. Lúc nãy mình lướt comment ấy, có thằng nó nói một cái câu mà mình cay vãi cả trưởng ra. Ước gì em ở cạnh anh cho cái dép tư luôn vào mồm đấy. Y hệt cái câu này là phải dành cho nó. Cơ hội VL CF trở lại thì làm clip. Ui giời ơi, chết tôi thôi. Bây giờ thế nào cho vừa lòng chúng nó đây. Không làm ấy
thì bảo là ngày xưa nổi tiếng là có đột kích, bây giờ vô tâm quay đi, còn làm thì chúng nó chửi cho lăng mạ, các bạn thấy chưa, làm dâu trăm họ nó khổ thế đấy. Nhưng mà mình không để ý thôi, à, kể cho anh em nghe câu chuyện vui vui mà cho mẹ các bạn chia sẻ bớt cái cay cú của mình đi, tiên sư bố cho nó nữa. Thôi okay, hôm nay mình dừng đây nhá, anh em đừng quên để lại một like cũng như là một comment ủng hộ mình. Bye bye.